Việt Quốc. Thêm chút muối An Khương ngon hơn đấy. Cảm ơn trưởng quầy. Đây là xinh đẹp tuyệt trần ngươi nói à? Nữ tử nơi thôn quê, đương nhiên không thể so với người đẹp ở kinh thành rồi. Đợi ngươi xử xong vụ này, ta điều ngươi về Đông Kinh cho ngươi tha hồ mà rửa mắt, thật sao? Đa tạ, đa tạ. Nói chuyện nghiêm túc nhé, không phải tên họ Vệ đã khai rồi sao? Nói tranh giả yến, đang nằm trong tay Dương Tri Viễn, tên phán quan vận chuyển Lộ Lưỡng Chiết, đơn vị hành chính thời xưa, sao giờ vẫn chưa lấy được? Thuộc hạ vô dụng. Nhưng ngài từng dặn, chuyện này liên quan đến bí mật trong phải cung, bảo mật hết sức có thể. Theo thuộc hạ điều tra được, Dương Tri Viễn cũng chỉ vô tình có được bức tranh này. Không biết sự khác lạ trong tranh, chức quan của hắn lại là một tên quan thanh liêm cứng đầu. Nếu hạ quan trực tiếp đến đòi, khả năng cao sẽ làm lớn chuyện. Vậy nên hạ quan muốn âm thầm vào Dương phủ trộm tranh, nhưng không ngờ hắn ta lại giấu bức tranh đó rất kỹ, thuộc hạ không tìm được. Đứng lại, quán trà Triệu thị. Đừng chạy, đuổi theo. Bỏ đao xuống, bỏ đao xuống. Đứng im, đừng đứng qua im. Đây, đứng im, đứng im. Bỏ đao xuống. Đứng im, đứng im, đứng im hết cho ta. Ngoan ngoãn chút đi. Đừng qua đây, bỏ đao xuống. Ngươi bước qua đây thêm ta một sẽ giết chúng. Dừng tay. Bỏ đao xuống. Một, hai. Đứng dậy. Bỏ hết đao xuống. Đi ra khỏi quán trà. Chỉ cần không làm ai bị thương sao cũng được. Chuẩn bị 5 con ngựa tốt. Đừng giết ta, ta có tiền. Ở đâu? Ở đằng kia, qua đó. Tam nương, chậu đồng. Phán Nhi, đại ca, đại ca, đại ca, đau quá. Hương Như Lan Quế. Đa tạ. Sao ta thấy ngươi chẳng giống gương của Hoàng Thành Ti chút nào vậy? Đi theo ta. Hoàng Thành Ti, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Tiểu nhân có mắt như mù, mong ngài thứ tội. Đứng dậy đi. Đi xử lý vụ án của các ngươi đi. Thiếp không cố ý, mong quan gia tha tội. Không sao, rót chén khác là được. Loại trà này quý giá, thiếp chỉ cuộc chén này thôi. Vậy thì đun một ấm khác. Không phải ta thoái thác đâu, nhưng vừa rồi kẻ xấu đến đây làm đổ bếp rồi. Ngoài những gì ta có sẵn thì nước suối cũng bị đổ hết rồi. Nếu ngài khát nước thật,
thì bên kia vẫn còn quán trà khác. Nước bị đổ rồi thì cũng góp chén khác cho ta. Bếp tắt thì nhóm lửa lại. Hôm nay ta nhất quyết uống trà ở chỗ cô. Nếu như trà chỗ cô không đủ ngon, thì khỏi phải làm ăn nữa. Ta cho người đến dỡ chỗ này luôn. Vậy có được không? Trời đất ơi! Hắn ta là sát tinh chủ hoàng thành ti đấy. Đang yên đang lặng Hội Mi chọc hắn ta làm gì? Ta cứ không muốn họ uống trà của ta đấy. Kẻ năm đó nửa đêm xông vào nhà ta chính là Hoàng Thành Ti. 14 năm trôi qua rồi, ta cứ thấy miếng lệnh bài đầu sư tử kia là lại. Muội cho cái gì vào trong đấy? Muội đừng có ngốc, đây là đường. Yên tâm, muốn trị họ, ta có đầy cách. Thân phận Hoàng Thành Tỷ của chúng ta chỉ có mình thủ lĩnh nha dịch biết. Nhưng chỉ huy cứ yên tâm, ta đã cảnh cáo hắn, không được tiết lộ cho người khác rồi. Trà Long Phượng. Mức lê sợi khoanh đào. Mức khắc hoa văn. Bánh đậu xanh. Miệng rắn lục xanh. Kim đuôi ông vàng. Ả đàn bà gian xảo này dám ngang nhiên hạ độc. Sao quan gia lại nói vậy? Thiếp có thể lấy mạng ra đảm bảo trà này không hề có độc. Không tin thì trâm này làm bằng ngài bà. Có thể thử xem. Trà Long Phượng. Mức sợi lê khoanh đào. Mức khắc hoa văn. Hai món đầu trông thì chỉ làm ăn kèm bình thường, nhưng món ăn tuyệt diệu nhất lại là cái này. Bánh đậu xanh. Chỉ cần có mắt thì phần lớn sẽ lấy nó ăn cùng trà. Sở dĩ Trà Long Phượng cái tên này là vì trong đó có long não. Long não vị đắng tính hàn, đậu xanh cũng tính hàn. Nếu dùng cùng với nhau, giờ uống thì chưa sao, nhưng 2-3 canh giờ sau e là ta sẽ nôn mửa đi ngoài. Thiếp không hiểu người đang nói gì. Ta cũng không phải thần tiên. Sao ta biết ngài lại gọi bánh đậu? Vừa rồi lúc đối phó với kẻ xấu, chiêu cô dùng để tránh đao, xuất phát từ điệu múa lục yêu. Mà theo ta biết, những vũ nữ biết điệu múa này trong dân gian không phải nữ tử nhà lành. Lại thêm ban nãy bưng trà nước cho khách, cô còn cố ý ra vẻ có phong thái. Xin hỏi ngày trước cô bán nghệ ở kỹ viện nào? Ta là nữ tử nhà lành. Đừng ăn nói lung tung. Hình như đã thay đổi thân phận. Vậy được, ta sẽ báo lý lịch của cô lên. Nếu cô đã thù hận Hoàng Thành Ti thì chắc là biết bọn ta làm gì. Nếu cô khai thật thì ta có thể tạm tha cho cô. Nhưng nếu cô mồm mép dối trá, cố ý giấu giếm thì ta đảm bảo không tới 3 ngày ta sẽ khiến dân chúng tiền đường ai ai cũng rõ chuyện năm xưa của cô. Triệu Phán Nhi, 24 tuổi, dân Đặng Châu. Năm 9 tuổi, vì cha mang tội nên bị bắt làm quan nô, làm nhạc kỹ ở phường Ca Mút doanh Hàng Châu. Năm 16 tuổi, nhờ lệnh ân xá phá thân phận quan nô làm dân thường. Ta biết cô không phải một nữ tử thôn quê không biết gì. Ta mong cô hiểu đạo lý, cứng quá thì dễ gãy. Hôm nay cứ coi như một bài học đi. Chúng ta đi thôi.